Dạ, qua kiển chỉnh trang xin kính chào bà con ạ. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2023, em có làm một clip em đặt tên là clip số 37 để giao lưu đến bà con một số mặt hàng hoa giấy nha bà con. Trong đó là có một số là hoa giấy cặp, cành hơ ghép cành hôm, hồng gân ghép cành hôm ha, cặp. Được 4 cặp hồng gân. Rồi cam lửa. Rồi tím tiết là cặp, rồi tím bướm cũng cặp. Rồi bên cạnh đó còn có chiều tím ha, cẩm thạch tím quế, đỏ lửa, hồng gân ghép gốc Mỹ, trắng tiết, tím bướm nè, trắng tiết nè, tím tiết. Dạ, số điện thoại giao lưu của em là 0798716145, em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Để tránh mất thời giờ của bà con thì em đi vào cặp số 1, đó là một cặp hồng gân ghép trên cành hôm với Mỹ nha bà con. Để em quay nhẹ một vòng rồi em cho bà con coi toàn cảnh ha, đó. Một cặp hồng gân đang gộ bông nha, ghép trên cành hôm với Mỹ, có nghĩa là nó không có củ quái nha bà con, nó dán trực thẳng. Rồi cái phơm bông nó đây, bông của hồng gân thì nhức nách rồi, khỏi có chê ha bà con. Hôm nay em bán hồng gân rất là được luôn, bà con cũng ủng hộ rất nhiều. Có nhiều bà con cũng hỏi có cặp này không, thì hôm nay em đã về cặp này, cũng mong bà con mình ủng hộ nhiệt tình ha. Rồi ghép cành hôm thì cái cành hôm của nó như cành này là bự hơn ngón tay cái em nè, đó, bự hơn ngón tay cái em. Hai cành này bự hơn ngón tay cái em hết luôn ha. Cành hôm thì không có cũ nha, mà hôm này hôm với Mỹ nha bà con. Đây nó còn cái chậu với Mỹ đây nè. Rồi em cũng có đo thông số hạ hạo cho bà con. Chiều cao khoảng là 50, tán ngang khoảng 40. Cặp này em giao lưu là 270 ngàn đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con luôn ạ. À. Giờ em xin nhắc lại, cặp số 1 là cặp hồng gân ghép trên cành hôm với Mỹ, giá 270 ngàn đồng, em bao sóng bao ship ạ. À. Dạ, em xin phép được xuống cặp số 1 ạ. À. Và tiếp theo là đến cặp số 2, cũng là một cặp hồng gân nha bà con, ghép trên cành hôm với Mỹ. Cũng đang có bông khá nhiều ha bà con. Đây, bông của hồng gân đây. Lúc thì hồng gân thì nó cũng có lúc nha bà con, có lúc nó đậm, có lúc nó lợt, chứ không phải là một kiểu một nha bà con. Cũng có thể nói là nó đổi màu đó, nhưng mà lúc đậm lúc lợt thôi. Đây, ghép trên cành hôm với ta. Cái hoành của nó thì cũng khoảng bự hơn ngón cái em ha. Còn cái hoành này thì tầm ngón cái em nè. Rồi em cũng có đo thông số cặp này như sau. Chiều cao là khoảng 45, tán ngang khoảng 30. Em giao lưu cặp này là 250 ngàn đồng. Em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con ạ. À. Giờ em xin nhắc lại. Cặp số 2 là một cặp hồng gân ghép trên cành hôm với ta. Giá 250 ngàn đồng. Em bao sóng bao ship ạ. À. Và khi bà con mình mua hàng thì bà con mình nhớ nói là tôi mua mã số mấy trong clip số 37 để em gửi hàng cho nó đúng nha bà con. Tránh trường hợp là mua hàng clip này mà em gửi hàng clip khác thì sẽ mất lòng nhau lắm. Dạ, em xin phép được xuống cặp số 2 ạ. Dạ, tiếp theo là đến mã số 3, cũng là một cặp hồng gân ghép trên cành hôm với ta nha bà con. Cái cũng đang gộ bông nha bà con. Đây, bông hồng gân thì quá đẹp, rất đáng để sưu tầm ha. Này, đúng cái tên hồng gân nè bà con. Cái đường màu hồng nó nằm trong cái gân á, là hồng gân. Rồi, cành hôm với ta có cái hoành thân nó lớn hơn ngón tay cái của em ha. Đây, lớn hơn ngón tay cái của em nhiều. Cái cặp này nè. Rồi em cũng có đo thông số hạo cho bà con là chiều cao khoảng 50, tán ngang khoảng 32. Dạ, cặp này em giao lưu là 250 ngàn đồng. Em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ, em xin nhắc lại một lần nữa. Cặp số 3 là một cặp hồng gân ghép trên cành hôm với ta. Giá 250 ngàn đồng. Em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ, em xin phép được xuống cặp ạ. À. Dạ, tiếp theo là đến mã số 4, cũng là một cặp hồng gân ghép trên cành hôm với ta nha bà con. Cũng tương tự như ba cặp vừa rồi. Cũng đang gộ bông nha, đang gộ bông. Và cành hôm của nó thì bự khoảng bằng ngón tay cái của em nha bà con, cũng không có quá nhỏ nha. Đó, bà con coi nè. Em cũng có đo thông số nó như sau, chiều cao là 40, tán ngang là 30, hoành ủa lộn. Tán ngang là 30, em xin cho phép giao lưu là 250 ngàn đồng, em bao sóng bao ship cho bà con ạ. À. Và em xin nhắc lại, mã số 4 là một cặp hồng gân ghép trên cành hôm với ta, giá 250 ngàn đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con ạ. À. Dạ, mời bà con mình bấm đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang giúp em nha bà con, để cho kênh ngày càng phát triển nha. Khi bà con mình bấm đăng ký kênh xong rồi mình bấm vào cái chuông cho nó rung lên, để khi em đăng clip thì bà con nhận được thông báo, bà con vào chốt hàng sớm nha bà con. Dạ, em xin phép được xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là đến mã số 5 là một cặp cam lửa nha, ghép trên cành hôm với thường nha bà con, là với ta mình đó. Đây là cam lửa nha bà con. Đây, cái bông của nó đây, màu cam rất là rực rỡ, rất là lửa luôn ha. Người ta đặt là cam lửa ghép trên cành hôm với ta, cái hoành thân của nó cũng khoảng từ ngón tay cái cho em trở lên. Đây, bên đây thì to hơn ngón tay cái em nhiều nè, to hơn nhiều ha. Dạ, em cũng có đo thông số hạo cho bà con là chiều cao là khoảng 50, tán ngang là từ 35 đến 40. Giá của cặp này là 250 ngàn đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. À.
Dạ em xin nhắc lại, mã số 5 là một cặp cam lửa nha bà con, ghép trên cành hôm với ta giá 250.000 đồng, em bao sống bao ship ạ. Dạ em xin phép được xuống cặp số 5 luôn ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 6 là một cặp tím tuyết nha bà con. Tím tuyết ghép trên cành hôm với ta cũng đang gộ bông luôn nha bà con. Cái này mình về mà ở, bà con mà ở thành phố, ở chung cư á, mình có ban công á, nó diện tích nó không rộng, mình chơi vẫn được bình thường nha bà con. Tại vì nó cái form này nó cũng mini nha. Ghép trên cành hôm với ta đang gộ bông. Dạ cây có chiều cao khoảng 35, tán ngang cũng khoảng 35. Em xin phép giao lưu là 250.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Dạ em xin nhắc lại, mã số 6 là một cặp tím tuyết ghép trên cành hôm với ta giá 250.000, bao sống bao ship toàn quốc cho bà con ạ. Dạ em xin phép được xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 7 là một cặp tím bướm ghép trên cành hôm giấy Mỹ nha bà con. Kiếm bướm đang gực gỡ bông luôn, phun tàn luôn nha bà con. Rất đẹp, hoa của tím bướm thì khỏi phải chê rồi bà con ơi. Đây em quay cận cho bà con coi ha, lướt gì bà con thấy rất đẹp ha. Mà cái này là ghép trên cành hôm giấy Mỹ nha bà con. Nó không có củ nhưng mà nó ở phía dưới nó mình trồng lâu nó sẽ phát triển cái củ ra, còn hiện thời là không có củ. Nó có sao em nói vậy. Đang gộ bông. Dạ cây có chiều cao là khoảng 57, tán ngang là khoảng 35, một cặp đồng đều luôn. Hoành thân của nó là to hơn ngón tay cái của em. Đây. Đồng đều luôn ha, cao 57, tán ngang 35. Em giao lưu là 250.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ em xin nhắc lại, mã số 7 là một cặp tím bướm ghép trên cành hôm giấy Mỹ giá 250.000 đồng, em bao sống bao ship ạ. À. Dạ em xin phép được xuống cặp này luôn ạ. À. Cặp số 7. Dạ tiếp theo là đến mã số 8 là một cây hồng gân nha bà con, ghép trên củ giấy Mỹ nha bà con, có củ đế luôn ha. Đây hoa của nó cũng khá nha bà con. Cũng khá bông đây nè, bông hồng gân chuẩn nha bà con. Đó cái gân của nó mới màu hồng nha. Còn lại mấy chỗ khác là màu trắng nha. Rồi ghép trên cái củ Mỹ là siêu mini thôi. Có củ cũng coi được, nhìn mà nó mini nha. Dạ thông số của nó như sau. Dạ chiều cao là 56, tán ngang là 39, hoành là 8,5. Cây này em giao lưu là 160.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ đây là hồng gân nha bà con, mã số 8. Giá 160.000 đồng, em bao sống bao ship nha bà con. Được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha bà con. Dạ rồi em xuống cây mã số 8 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 9, cũng là một cây hồng gân ghép trên gốc Mỹ nha bà con. Củ đế đàng hoàng ha. Dạ cây này là cây một cốt nha bà con. Đây đang gộ bông luôn ha. Gộ bông chuẩn bông hồng gân luôn nha bà con. Đó cái gân của nó màu hồng ha. Rồi em quay sơ sơ cái bông cho bà con coi. Dạ rồi em quay lại cái form từ xa cho bà con mình quan sát ha. Một cốt rõ ràng nha bà con. Tông này cao ha. Cây không lớn nhưng mà tông cao nha. Đây một cốt của nó đây. Củ nó đây. Củ nó thì chỉ có 2 cộng thôi. 2 cộng thôi nhìn cũng tạm được ha. Em không có dám nói là quá đẹp. Dạ cây có chiều cao là 86, tán ngang là 45, hoành là 8,5. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 9 là một cây hồng gân ghép gốc Mỹ, giá 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ em xin phép được xuống cây mã số 9 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 10 là một cây đỏ lửa nha bà con. Đỏ lửa ghép gốc Mỹ cũ khá quái ha. Bông cũng đang gực gỡ nha bà con. Đỏ lửa là một cái dòng thì cực kỳ xiên bông nha, mà bông của nó thì rất là gực gỡ. Bông nhìn lấy là sáng chói luôn đó. Đây bông lõi lửa, nó có cái nhị màu trắng ha. Rồi cái phơm tàn này thì cũng dày đặc rồi nha bà con. Rồi củ đế nó như thế này đây. Cây thì cũng già cây rồi. Củ đế nó cũng còi cọc rồi ha. Còi cọc rồi, size thì size mini thôi. Dạ cây có chiều cao là 70, tán ngang là 43, hoành là 12. Cây này em giao lưu là 180.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. À. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 10 là một cây đỏ lửa ghép gốc Mỹ, giá 180.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. À. Dạ giá rất dễ chơi nha bà con. Dạ em xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 11, cũng là một cây đỏ lửa đang gực bông luôn nha bà con. Cái phơm tàn cũng đẹp luôn rồi ha. Ghép gốc Mỹ. Đây em quay mặt bông cho bà con mình coi. Bông cũng gực gỡ rồi. Đó gộ ha, tàn cũng khá dày ha. Ghép gốc Mỹ mà cây một cốt nha bà con. Đây cây một cốt rồi lên mới xẹt cái tàn tròn ra ha. Ở dưới thì củ gồm có 2 cọng xoắn. Dạ cây có chiều cao là 77, tán ngang là 50, hoành là 9. Cây này em cũng giao lưu là 180.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 11 là một cây đỏ lửa đang lên bông gực gỡ, giá 180.000 đồng, em bao sống bao ship. Dạ em xin phép được xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 11 là một cây đỏ lửa cam lửa nha bà con, hai màu.
đỏ lửa và cam lửa ghép trên gốc Mỹ khá quái và một cốt nha bà con. Đây có hai màu em kiểu mầm cho bà con ha. Đây là đỏ lửa và đây là cam lửa nha bà con, hai màu ha. Đang chớm bông thôi nha bà con, chưa gực gỡ nha, có nghĩa là chưa nở đều. Về tới nơi bà con thì sẽ tiếp tục nở nữa, tại vì nó còn búp nè. Đó búp nè. Đó. Rồi, một cốt, em kéo dài dài xuống bà con mình coi một cốt thẳng ha. Rồi củ đế thì khá quái nằm trên cái mặt chậu luôn ha. Rồi một cốt đây, rồi xè tàn tròn ra đây. Dạ, cây có chiều cao là 71, tán ngang là 45, hoành là 10. Cây này em xin phép giao lưu là 190.000 đồng. Em bao sống, bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ, em xin nhắc lại. Mã số 12 là một cây ghép hai màu đỏ lửa, cam lửa, giá 190.000 đồng. Em bao sống, bao ship. Dạ, em cũng xin phép được xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là đến mã số 13 là một cây cành vàng lá ngọc ghép gốc Mỹ mà một cốt nha bà con. Cây một cốt. Đây cành và lá nhọc thì giải thích từ ngữ như sau. Cái cành của nó là màu vàng. Bình thường cái cành ta màu xanh ha, cành nó màu vàng. Thì lá của nó có đột biến gì nè, lá đột biến kia cẩm thạch cho nên người ta đặt tên là cành vàng lá ngọc. Bông của nó thì có hai màu, màu tím, màu đỏ. Đây có giữa có màu hồng nữa. Nó phối ba màu nó đổi màu được nha bà con. Rồi cây ghép gốc Mỹ một cốt. Củ đế thì cũng coi được thôi. Nó chân dài cũng coi được. Giá cũng mini luôn. Dạ, cây có chiều cao là 76, tán ngang là 42, hoành là 9. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sống, bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. À. Dạ, em xin nhắc lại, cây mã số 14, ủa lộn, 13. Cây mã số 13 là một cây cành vàng lá ngọc, giá 200.000 đồng, em bao sống, bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ, em xin phép được xuống cây mã số 13 luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 14 là một cây cẩm thạch tím Huế nha bà con. Đang lên nụ rất nhiều luôn nha bà con. Đang lên nụ rất nhiều luôn ha. Này vài bữa sau là sẽ nở bông gực gỡ nha bà con. Cái này em không dám nói là bông gực gỡ nhưng mà nói là nụ rất nhiều luôn nè. Đây trên màn hình thì bà con mình thấy rõ luôn ha. Lá thì cực kỳ đẹp luôn ha. Cái này em quay lúc 5 giờ 20 chiều mà còn thấy cái lá nó sáng trưng đẹp như vậy nè bà con. Có nghĩa là nó thiếu ánh nắng đó. Ghép trên củ giấy Mỹ rất là đẹp. Củ rất đẹp quái ha. Hoành thân thì to lắm nha bà con. Cây này hoành thân to. Ai em kéo lên cho bà con mình coi cái tàn ha. Từ dưới lên trên đó. Đó, nhìn từ dưới lên ha. Dạ, cây có chiều cao là 61, tán ngang là 51, hoành là 16,5. Em xin phép giao lưu là 280.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ, em xin nhắc lại, cây mã số 14 là một cây cẩm thạch tím Huế. Cái size này là size lớn, lùng lực nha. Ghép tông lùng lực mà tàn rất là to, dày mịn rồi. Giá của nó chỉ có 280.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình ha. Dòng này cực kỳ xiên bông luôn nha bà con. Chỉ 280.000 đồng. Dạ, em xuống cây. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 15 là một cây chiều tím size mini ha bà con. Chiều tím thì cái giống này nó đẹp là chỗ là lá nó màu vàng và bông màu tím ha. Lá vàng chơi phong thủy. Còn bông thì màu tím. Nó đồng bộ lại ha. Lá đang vàng ở chỗ lên cái bông màu tím Huế nhìn cũng đẹp lắm ha bà con. Cái tàn thì đã dày mịn rồi nha bà con. Tại size mini thôi. Đó, bộ cũ nhìn cũng khá quái, chân dài nha bà con. Dạ, cây có chiều cao là 51, tán ngang là 31, hoành là 7. Cây này em giao lưu là 140.000 đồng, em bao sống, bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ, em xin nhắc lại, cây mã số 15 là một cây một cây chiều tím, lá vàng, bông tím, giá 140.000 đồng, giá sinh viên. Dạ, em xin phép được xuống cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 16, cũng là một cây chiều tím size mini nha bà con. Cây này thì tàn cực kỳ mịn ha, một cốt luôn nha, củ quái, nhưng mà chỉ có là cái size nó mini cho nên là giá nó cũng mini luôn. Cái tàn cực kỳ mịn luôn nha bà con. Lá vàng rất đẹp luôn ha. Rất đẹp luôn. Nhưng mà cây này thì chuẩn bị ôm bông thôi chứ chưa có ra bông nha bà con. Có sao nói vậy. Rồi một cốt nè. Rồi quay lên cái tàn cho bà con mình coi dày mịn luôn ha. Rồi hai cái cọng rễ xoắn với nhau nhìn cũng khá ngộ nha. Dạ, cây có chiều cao là 48, tán ngang là 36, hoành là 7. Cũng đồng giá 140.000 đồng với cây kia luôn. Dạ, em xin nhắc lại, cây mã số 16 là một cây chiều tím, lá vàng, bông tím mini, giá 140.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ, em cũng xuống cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 17 là một cây đỏ lửa nha bà con. Một cây đỏ lửa, cái tàn này rất to ha. Cây mini nhưng mà tàn rất to do là nó mới cơi có một lần thôi. Cái này mình rất thích hợp về để mình ghép nha bà con, lấy giống ghép ha, lấy bo ghép. Tại vì cơi nhất á, thì bà con thấy bo nó rất là to, mạnh, ghép dễ dính ha. Còn bà con mình không có nhu cầu ghép thì bà con để chơi cái tàn này xong mà bà con cắt tàn một lần, cuôn tàn một lần thì nó sẽ dày mịn thôi ha. Cái tàn này nó dài nhưng mà nó còn hơi rỗng. Đó, em quay cho bà con thấy rõ. Ghép trên củ giấy Mỹ khá đẹp luôn nha. Một cốt.
rồi mới xẻ cái tàn này ra. Đó, cái tàn đã chơi được rồi, nhưng mà về mình cuôn một lần nữa thì chơi cực kỳ mịn màng ha. Rồi đặc biệt cái bo này mà bà con biết ghép thì lấy ghép là tỷ lệ dính cao nha, tại bo quá mạnh, bo to mà cơ nhất. Rồi em sẽ đọc thông số cho bà con mình. Cây có chiều cao là 72, tán ngang là 57, hoành là 8,5. Em xin phép giao lưu là 180.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc luôn ạ. Và em xin nhắc lại, cây mã số 17 là một cây đỏ lửa đang bông rất rực rỡ, giá chỉ 180.000 đồng, em bao sóng bao ship. Dạ, em cũng xuống cây luôn ạ. Và tiếp theo là đến cây mã số 18 là một cây chiều tím lá vàng bông tím nha bà con. Cái này sai chung ha. Cái này ghép trên củ giấy Mỹ khá quái và nó xè ra hai nhánh. Xè ra hai nhánh như hình cái ná ha. Hai nhánh thì tàn cũng đã dày mịn rồi, mỗi bên đều có xè tàn ra rất dày mịn ha. Và cũng lá lên bông màu tím ha, rất đẹp ha, lá vàng màu bông tím ha. Tên là chiều tím. Rồi củ đế như thế này đây, củ đế đặt nha bà con. Củ đế đặt rồi xong mới lên đây mới xè ra hai cái sừng ha. Sừng như sừng trâu vậy đó. Dạ, cây có chiều cao là 61, tán ngang là 70, hoành là 10. Em xin phép giao lưu là 200.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ, em xin nhắc lại một lần nữa. Cây mã số 18 là một cây chiều tím lá vàng bông tím, giá 200.000 đồng, bao sóng bao ship. Dạ, em xin phép được xuống cây. Dạ, tiếp theo là đến mã số 19, cũng là một cây chiều tím lá vàng bông tím nha bà con. Cây chiều tím ghép gốc Mỹ. Đây bộ lá nó đây bà con. Bộ lá chơi phong thủy rất đẹp ha. Thay vì người ta chơi kiển lá mà nó màu vàng không thì ở đây mình được cái là có bông màu tím luôn nha. Đây bông của em đây. Cây này có 1-2 bông ở trong cậy hả. Từ từ nó gom bông nha bà con. Cây này thì bông cũng bình thường thôi. À, nó không quá xiên mà cũng không quá là kén khó ha. Nó cũng bông đều đều khỏi cần kích, nhưng mà nó không có xiên bằng cái dạng cẩm thạch tím quế ha. Có sao nó vậy nha bà con. Giống chiều tím nó vậy. Ghép trên một củ giấy Mỹ như thế này đây. Cây có chiều cao là 56, tán ngang là 40, hoành là 9. Em xin phép giao lưu là 160.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ, em xin nhắc lại, cây mã số 19 là một cây chiều tím, giá 160.000 đồng, em bao sóng bao ship ạ. Dạ, em xin phép được xuống cây. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 20 là một cây tím tuyết nha bà con, đang gỗ bông nha bà con. Cái này sai lùng lực nha, lùng lực cũ xoắn đẹp ha. Đây, mời bà con mình cùng xem bông của nó ha. Bông màu tím tiết rất là đẹp, rất dễ chịu ha, bông đang gộ. Ghép trên một củ giấy Mỹ khá quái và xoắn ở trên mặt chậu ha. Và đặc biệt cái cây này thì ghép lùng lực, vừa lên khỏi củ một cái là xè bông ra luôn ha bà con. Đó, ghép lùng lực thích hợp cho bà con mình ở thành phố nơi có diện tích hơi hẹp ha. Cây có chiều cao 55, tán ngang là 40, hoành là 13. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Và em xin nhắc lại, cây mã số 20 là một cây tím tiết đang gỗ bông, giá chỉ 200.000 đồng, em bao sóng bao ship. Và em cũng xin phép được xuống cây 20 luôn ạ. Và tiếp theo là đến mã số 21 là một cây tím tiết đang gỗ bông nha bà con. Cây này một cốt lùng lực nha bà con. Củ đế thì chân dài ha. Dạ đây, cái chùm bông của nó nè bà con, giống như là cái bó hoa cưới của cô dâu luôn ha. Mịn màng luôn đó bà con. Rất là rực rỡ. Rồi cây ghép trên cái củ là chân dài. Rồi lên đây là một cốt. Vừa qua khỏi đó là nó sẽ tàn cả liền luôn ha. Tàn mịn nha, khá gọn ha. Dạ, cây có chiều cao là 62, tán ngang là 33, hoành là 12. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ, em xin nhắc lại một lần nữa, cây mã số 21 là một cây tím tuyết một cốt, giá 200.000 đồng, em bao sóng bao ship ạ. Dạ, em xin phép được xuống cây. Dạ, tiếp theo là đến mã số 22 là một cây trắng tuyết một cốt nha bà con. Củ đế cũng khá quái ha. Này đặc biệt là một cốt nha, dáng ngồi. Dạ, bông của trắng tuyết đây. Trắng tiết thì thật ra là đột biến ra từ tím tiết nha bà con. Mà tím tiết thì bà con biết là cái dòng cực kỳ xiên bông. Trắng tiết cũng vậy luôn. Cùng một mẹ mà sinh ra mà, chỉ có cái là nó màu trắng tinh thôi. Tím tiết thì nó có trộn màu tím vô. Rồi cái tàn này cũng khá dày ha. Rồi một cốt đây. Một cốt và củ đế đây. Củ đế này thế này thế ngồi ha. Rồi mấy có một cốt mấy xè tàn lên đây. Tàn khá dày. Dạ em quay lại bộ cũ cho bà con mình coi. Dạ, cây có chiều cao là 78, tán ngang là 40, hoành là 12. Cây này em giao lưu là 180.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ, em xin nhắc lại, mã số 22 là một cây trắng tiết một cốt, giá 180.000 đồng, em bao sóng bao ship ạ. Dạ, em xin phép được xuống cây ạ.
Dạ, tiếp theo là đến mã số 23 là một cây tím bướm đang gộ bông nha bà con. Tím bướm ghép gốc Mỹ và một cốt luôn nha bà con. Cái dòng tím bướm thì cái dòng là bông rất là đẹp, khỏi phải chê rồi. Và giờ nó cũng thịnh hành rồi. Bà con ai cũng biết và đặc biệt là cực kỳ xiên bông luôn nha bà con ơi. Đó, bông của nó nè, nó rất là to luôn đó bà con. Rồi ghép trên củ đế thì khá là quái ha, một cốt. Đây em quay toàn cảnh lại rồi em quay cận cái củ cho bà con mình coi ha. Củ thì già mà quái nha bà con. Rồi một cốt xè tàn ra. Dạ, đó. Dạ, cây có chiều cao là 69, tán ngang là 46, hoành là 11. Cây này em giao lưu là 240.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Dạ, em xin nhắc lại một lần nữa. Cây mã số 23 là một cây tím bướm, một cốt giá 210.000 đồng, em bao sống bao ship. Dạ, em cũng xuống cây luôn nha bà con. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 24 là một cây cẩm thạch tím Huế, củ đế khá quái và bông gực gỡ luôn nha bà con. Dạ đây, cẩm thạch tím Huế đây, bông rất gực gỡ ha. Lá thì đẹp tuyệt vời rồi. Lá thì khỏi chê ha. Lúc mà nó không có bông bà con mình chơi lá cũng là một loại kiển lá luôn nha bà con. Mà lại ghép trên củ giấy Mỹ nữa. Củ giấy Mỹ khá quái nữa. Cái này giống như một con thú đang ngoảnh đầu luôn nha bà con. Một con thú ba chân đang ngoảnh đầu. Đây nó xè tàn ra đây. À. Dạ, cây có chiều cao là 61, tán ngang là 52, hoành là 9. Cây này em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Dạ, em xin nhắc lại một lần nữa. Cây mã số 24 là một cây cẩm thạch tím Huế, dạng là bonsai ha. Giá của nó chỉ 200.000 đồng, em bao sống bao ship cho toàn quốc luôn nha bà con. Dạ, em xuống cây mã 24 luôn ạ. Dạ, tiếp theo là đến cây mã số 25 là một cây trắng tuyết nha bà con. Cây trắng tuyết và lùng lực nha bà con, dạng bonsai. Đang mang nụ rất nhiều ha. Chưa lên bông gực 100% nhưng mang nụ nè bà con coi nè. Là nụ màu xanh xanh giống gì rất nhiều luôn nha. Dạ, em quay vòng vòng cho bà con mình coi. Nụ nhiều lắm, nhiều luôn. Cây này mà vận chuyển về tới nơi nha, mà là nó nở, nở ra là bà con mình chơi luôn trực tiếp lần này luôn nha bà con. Rồi sau đó mình cơi tàn rồi thì nó sẽ chơi nữa, những lần sau nữa, tuyệt vời luôn nha. Rồi ghép trên củ giấy Mỹ khá quái sắn ha. Đây lạng lách nhìn rất đẹp nha bà con. Lắc lượn luôn nha. Rồi lùng lực ở chỗ là vừa lên khoảng một tấc mấy là bắt đầu mình xè tàn ra luôn ha. Rất đẹp luôn nha bà con. Dạng này là dạng bonsai, chuẩn bonsai nha bà con, lùng lực nha. Dạ, cây có chiều cao là 63, tán ngang là 60, hoành là 14. Em xin phép giao lưu là 250.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Dạ, em xin nhắc lại một lần nữa. Cây mã số 25 là một cây trắng tuyết giống mới, giá 250.000 đồng nha bà con. Cây này là dạng bonsai ha. Dạ, đến đây thì em cũng chân thành cảm ơn bà con đã nhín một chút thời giờ để mà theo dõi hết clip số 37 của em nha bà con. Dạ, khi bà con mình chốt hàng thì bà con mình nói là tôi mua cây mã số mấy trong clip số 37 để em gửi hàng cho nó chuẩn xác nha bà con, tránh mất lòng nhau nha bà con. Dạ, em xin nhắc lại số điện thoại 0798 716 145. Em tên Vĩnh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó cũng là số Zalo của em nha bà con. Nếu bà con mình biết sử dụng Zalo thì mình liên lạc qua Zalo thì nó sẽ tiết kiệm được chút chi phí tiền điện thoại ha. Rồi đến đây thì em cũng chân thành cảm ơn bà con. Chúc bà con mình có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Rồi cũng mời bà con mình bấm đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang để giúp cho kênh em ngày càng phát triển nha bà con. Nhớ là khi mình bấm vào đăng ký kênh thì mình nhớ bấm vào cái chuông cho nó rung lên. Để khi em có đăng hàng, bán hàng thì bà con mình nhận được thông báo, bà con mình vào chốt hàng sớm những cái cây mà mình yêu thích ha. Dạ rồi, chân thành cảm ơn bà con ạ. Em xin kính chào ạ.